Anh nghe nói hồi xưa anh cua gái dữ lắm luôn anh. Cái gì nữa vậy trời, tới công chuyện nữa đó. Sao lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra em hỏi chân vậy? Kiếm chuyện nữa đúng không? Kiếm chuyện gì, vô miệng hỏi nghe chơi vậy thôi chứ. Anh muốn nói thì nói, không nói thì thôi, ai ép anh đâu. Anh nói thiệt với em ha, nói về cái độ cua gái hả? Hỏi bàn, ngày xưa cua gái với anh là chuyện nhỏ em hiểu không? Em nhìn em đi. Tôi thì sao? Sư tử mà anh còn cua được chứ đừng nói gì là gái. Ông đi đâu ông đi luôn đi nha. Ông ở nhà là không biết với tôi đó.